Trở lại bản tin. Đương nhiên sự tranh cử trở lại của ông Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ mới là 2024, đã sẽ gặp lại rất nhiều sự tấn công rất là bẩn thỉu từ đảng Dân Chủ. Theo cái hồ sơ tòa án ngày 13 tháng 4, ông Trump đang đặt nghi vấn về sự thành kiến và động cơ sau vụ kiện phỉ báng do một nhà văn tại New York đã đệ trình khi biết cái vụ kiện này được tài trợ bởi đảng Dân Chủ. Đây là diễn biến mới nhất câu chuyện pháp lý của ông Trump và nhà văn Jenny Carroll. Mà theo các luật sư của ông Trump, diễn biến này cho thấy vụ kiện bà Carroll đã có âm mưu về chính trị. Vụ kiện bắt đầu 2019 khi bà Carroll cáo buộc Tổng thống Trump để tấn công tình dục bà vào năm 1990. Sau ông Trump phủ nhận các cáo buộc thì bà Carroll vào năm 2019 đã đâm cái đơn kiện về tội phỉ báng trong cùng năm đó. Vụ kiện này đã được đưa ra khắp các tòa án của tiểu bang liên bang phúc thẩm ở New York qua trình đấu mà vẫn đang tiếp diễn. Tháng 11 của 2022, bà Carroll đã đề một cái đơn kiện phỉ báng khác tại quận Nam của New York. Và đây là vụ kiện liên quan đến diễn biến ngày thứ Năm ngày 13 tháng 4. Ghê chưa? Kinh khủng. Và đó là câu chuyện mà ý tôi nói là gì? Ý tôi nói rằng là bà và sự tấn công rất là bị ổi từ một số cái nhân vật. Đương nhiên họ có thể kiện anybody họ kiện họ muốn. Nhưng mà câu chuyện là gì? Câu chuyện mà để kiện cái vấn đề xâm phạm tình dục trong 1990 nó giống như cái thời điểm mà của thẩm phán Brett Kavanaugh mà khi mà đang điều trần đó. Điều trần cho cái chức vị thẩm phán tối cao pháp viện. Thì cái sự kiện mà phỉ báng thường thường đó, nó sẽ có rất là nhiều cái luận điểm mà luật sư có thể đưa ra, chẳng hạn như là khai man. Luật sư của ông Trump cho rằng rõ ràng là giả dối khi nói bà Carroll đột nhiên nhấn khoản tài trợ sau khi vụ việc được tranh tụng cái vụ kiện ở tòa án tiểu bang liên bang và phúc thẩm kéo dài 4 năm. Tóm lại là nguyên đơn rõ ràng đã khai man trong quá trình cung cấp lời khai. Các luật sư của bà ấy đã ngồi cạnh cho phép bà ấy làm như vậy. Biết rõ cái lời khai của bà ta là giả dối và sau được âm mưu che giấu sự thật này trong gần 6 tháng, chỉ được tiết lộ vào đêm trước khi xử. Các luật sư của Tổng thống Trump trong lá thư ngày 13 tháng 4 của họ đã sự mâu thuẫn trong việc tuyên bố của bà Carroll làm ảnh hưởng đến tính chất đúng sai của vụ kiện, cho rằng ông Huffman đang công khai chống lại ông Trump và tài trợ khoản chi phí pháp lý cho bà Carroll với mục đích thúc đẩy nghị trình chính trị. Thì bà Carroll này kiện là bởi vì bà được ủng hộ bởi một thành viên của đảng Dân Chủ được mệnh danh là Huffman. Ông Huffman là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Dân Chủ, được cho là một nhà tài trợ của đảng Dân Chủ có ảnh hưởng nhất trong mọi thời đại ông Trump, là người lớn tiếng chỉ trích ông Trump và chính sách chính trị của ông ta. Trong thư của họ, các luật sư của ông Trump đã cung cấp các dữ kiện giúp chứng minh các tuyên bố của họ, nhưng lời khai của Carroll là thừa nhận và đã đề cái vụ kiện này ngay lập tức theo sự xúc dục, thúc giục. Họ còn nói trên mối quan hệ chính trị tiềm ẩn của bà Carroll phù hợp với động cơ nộp cái đơn kiện của bà ta, có khả năng là bà ấy thành kiến với bị cáo và uy tín của bà ta với tư cách là một nhân chứng. Trước khi tiết lộ này, nhóm của ông Trump đang yêu cầu tòa án mở lại cái giai đoạn cung cấp cái bằng chứng vụ án nguồn tài trợ của bà Carroll và hoãn xét xử ngày 25 tháng 4 trong cùng một tháng. Và đó vẫn tiếp tục là cái sự khó khăn trong cuộc chiến của ông Trump. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.